Yoga là một trong những phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ và hiện đã trở thành một xu hướng tập luyện mới được rất nhiều người phụ nữ trên thế giới lựa chọn. Không chỉ vậy, một trào lưu mới mang tên là Yoga Ze giờ đây thực sự trở thành cơn sốt đối với rất nhiều tín đồ yoga trên toàn thế giới và ở một trang trại đẹp như là tranh vẽ ở tiểu bang Oregon của Mỹ đang trở thành điểm đến yêu thích của các học viên theo đuổi trào lưu yoga mới này. Lani Moss là chủ sở hữu trang trại No Regrets ở thung lũng Willamette, tiểu bang Oregon của Mỹ. Cô đã từng là nhiếp ảnh gia trong suốt 10 năm, nhưng vì lý do sức khỏe, cô đã từ bỏ công việc này vào năm ngoái. Sau đó, với lời đề nghị của một giáo viên yoga, Moss đã quyết định mở một trung tâm yoga cho cư dân địa phương. Không khí trong lành, khung cảnh tuyệt đẹp, những chú dê đáng yêu chính là những yếu tố khiến trung tâm học yoga của Moss trở nên đắt khách. Theo Moss, việc trải nghiệm các bài học yoga trong khi những chú dê đi lại xung quanh là một phương pháp thật sự tuyệt vời, giúp cơ thể khỏe mạnh và thoải mái. Lớp học yoga dê của Moss đã nhận được những phản hồi tích cực. Moss dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm các khóa học yoga dê để phục vụ mọi người.